Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Ken Store. Mình là Thu Uyên, VJ mới của kênh. Và hôm nay, khác với thường lệ, chúng ta sẽ có một chuyên mục hoàn toàn mới dành riêng cho các bowler nữ, Cam Lady. Như các bạn cũng đã biết thì nam và nữ có chiều cao, cân nặng và lối chơi rất khác nhau. Cho nên tiêu chuẩn một đôi giày tốt, một đôi giày hiệu năng dành cho các bowler nữ thì sẽ khác hoàn toàn so với tiêu chuẩn cho các bạn nam. Ở video đầu tiên của chuyên mục Cam Lady, bọn mình muốn gợi ý cho các bạn top 6 đôi giày vừa hiệu năng vừa đi casual đẹp cho chị em chúng mình. Trước khi đi vào chi tiết, mình muốn cho các bạn biết về các tiêu chí mà Cam Store đưa ra để chọn ra được top 6 này. Thứ nhất là phải có hiệu năng tốt. Thứ hai là nhẹ nhàng, thoải mái, phù hợp với lối chơi của các bowler nữ. Và cuối cùng là có những phối màu bắt mắt và đáp ứng được cả nhu cầu đi casual. Ok, không dài dòng nữa. Chúng ta hãy cùng đi đến với top 6 đôi giày vừa hiệu năng vừa đi casual đẹp dành cho nữ. Ứng cử viên đầu tiên là một đôi giày có một mức giá bình dân, chỉ 110 đô nhưng lại có hiệu năng vô cùng tuyệt vời và nhiều phối màu bắt mắt, đó chính là Đêm 7 của nhà Adidas. Xét về mặt hiệu năng, đôi giày này có một bộ đế vô cùng outdoor friendly. Ghế ngoài được làm bằng chất liệu cao su cứng, mật độ vân đế dày cùng với định dạng xương cá. Ngoài việc làm tăng độ bền trên các mặt sân xấu còn tăng tối đa khả năng bám sàn. Bộ đệm êm vừa đủ giúp chúng ta có thể cảm nhận bề mặt sân tốt hơn. Upper mỏng, nhẹ nhưng lại có một điểm trừ là khá ẻo oặt sau một thời gian sử dụng. Mình nghĩ nguyên nhân là do đôi giày này sử dụng chất liệu vải mesh rẻ tiền, mà cũng đúng thôi, chỉ 110 đô thôi mà. Tuy nhiên sắp tới, Adidas sẽ cho ra mắt một phiên bản dành riêng cho playoff, nhìn qua có vẻ cứng cáp hơn và mong rằng nhà Adidas sẽ không làm chúng ta thất vọng. Về thiết kế, phối màu của Đêm 7 hầu hết là rất đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt. Mình khá là ấn tượng The Pack I Am My Own Fan cùng 6 phối màu khác nhau. Tên chủ đề của khách được dùng làm họa tiết chính, kết hợp với họa tiết tie-dye đã làm cho những phối màu này trở nên vô cùng độc đáo. Tiếp theo chúng ta sẽ có bộ đôi Kyrie 7 và Kyrie Low 4. Sở dĩ mình chọn cả hai đôi giày này bởi vì chúng có bộ đế hoàn toàn giống nhau. Và Low 4 chính là Kyrie 7 với upper được thay đổi khi mà phần cổ giày được làm thấp hơn, từ đó dẫn đến khác biệt. Upper của Kyrie 7 thì cứng cáp hơn, support tốt hơn, còn Low 4 thì lại thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn một chút. Thêm vào đó, bộ đôi này có bộ đệm và traction tuy hai mà như một, cho nên khả năng outdoor chỉ dừng lại ở mức trung bình khá, không nên sử dụng với tần suất cao. Còn về thiết kế của đôi giày này thì như thế nào? Ưu tiên hiệu năng lên hàng đầu nhưng vẫn luôn giữ được sự tinh tế, sự phối hợp màu sắc vô cùng độc đáo ở từng phối màu và từng chi tiết nhỏ nhất. Giống như mọi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng thì mỗi đôi giày đều đẹp theo cách riêng của nó. Đôi giày thứ ba trong danh sách này là một siêu phẩm đến từ nhà Nike PG5. Đây là một trong những đôi giày được đánh giá là top hậu vệ của năm 2021 khi mà nó được thừa hưởng toàn bộ phần outsole từ Kobe 9 huyền thoại. Ngoài ra, thật sự không có một lý do nào để loại bỏ PG5 ra khỏi danh sách này. Êm, nhẹ, traction tốt, form dáng đẹp, quả là một món hời ở mức giá 120 đô. Về thiết kế, với một đôi giày có form dáng cổ lâu không có gì quá nổi bật thì Nike lại làm rất tốt trong công việc truyền tải thông điệp qua từng phối màu. Ví dụ như phối màu All Star, upper tông màu xanh ngọc bắt mắt đã làm tăng phần sinh động của các họa tiết như vảy cá hay các mảng lưới xung quanh giày. Dấu check Nike màu hồng nhạt cực kỳ đáng yêu, càng nổi bật hơn khi được bao xung quanh bằng màu bạc nhạt. Tiếp theo chúng ta có một đôi giày đã được ra mắt từ khá lâu và cũng khá là quen thuộc với mọi người. Đó chính là KD 13 Best Performance của năm 2020. Về hiệu năng của đôi giày này thì Cam Store đã nhắc đến rất nhiều trong những video trước nên là mình cũng không muốn nói sâu về chi tiết. Nói chung đây là một đôi giày có hiệu năng khá là ổn, rất ổn ý. Còn về thiết kế, dù với form dáng cổ mid cơ bản cùng với cái gót có phần cục mịch không cần thiết, Nike lại biết cách ghi điểm bằng việc tung ra gần 30 phối màu cực kỳ bắt mắt, từ các phối màu đơn giản cho đến các phiên bản có phần limited như On Pearl, All Star, tất cả đều có những nét riêng và độc đáo. Tiếp theo chúng ta sẽ có Kyrie 8, đôi giày đáng để sở hữu nhất từ trước đến nay của dòng giày này. Với upper được dệt từ vải nít thoáng khí, bộ lệ flow cực êm ái, trọng lượng thì giảm 30% so với dòng giày tiền nhiệm. Không thể phủ nhận, best performance của dòng giày Kyrie chính là Kyrie 8. Tuy nhiên, với một bộ đế không hề dùng đến cao su thì khả năng outdoor khá là yếu ớt. Hiện nay đã có vài nơi đăng tải những hình ảnh về những đôi Kyrie bị vỡ đế. Nhưng theo mình nghĩ, với thân hình nhỏ nhẹ của các bowler nữ thì vấn đề này không quá nghiêm trọng. Bù lại, Kyrie 8 có một form dáng thanh thoát, nhẹ nhàng, rất phù hợp với đi casual. Ra thì hãng còn cho ra mắt rất nhiều phối màu khá là nữ tính như là Wish Flow, Classy Flow, International Woman Day. Ứng cử viên cuối cùng trong danh sách này là một đôi giày đang ở tầm giá cao cấp hơn so với những đôi giày mà mình nêu trên, và khoảng 190 đô.
đó là Jordan 35. Về hiệu năng, đôi giày này có khả năng support tuyệt vời với độ fit tốt, upper cứng cáp, khả năng chống lật hàng đầu. Ngoài ra, Jordan 35 còn sử dụng công nghệ Equip 2.0 kết hợp với unlock zoom ở mũi chân, tạo nên một bộ đệm tuyệt vời. Đế thì vô cùng bám sàn ở mọi bề mặt, tuy nhiên khả năng outdoor thì chỉ dừng lại ở mức trung bình khá do cấu thành từ cao su mềm và vân đế nông. Về thiết kế, Jordan 35 được phối lại từ form dáng của Jordan 5 huyền thoại, mang nhiều nét retro kết hợp với hiện đại. Trong các phối màu thì mình thích nhất là phối màu Paris với màu trắng kem sang trọng và đặc biệt là chỉ có duy nhất 500 đôi trên thế giới. Thêm một số đặc biệt cho các bạn. Vì sao lại đặc biệt? Vì đây là một đôi giày signature của một cầu thủ vô cùng đặc biệt trên mọi phương diện. Đó chính là Kobe 5 và Kobe 6. Rất khó để sở hữu nhưng đó chính là lý do tại sao mình đưa em nó vào trong list này. Hiệu năng của Kobe xưa nay là không cần phải bàn cãi. Dù cho các công nghệ mới nhất có perfect tới mức nào như KD 12, KD 13 hay KD 14 thì thật sự dòng Kobe vẫn luôn là best performance trong lòng các fan trên thế giới. Điều đặc biệt hơn nữa, nó là những đôi giày rất khó có thể sở hữu lại khi mà vợ Kobe mới đây đã chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn với nhà Nike. Không cần biết bạn có outfit ra sao, chỉ cần thấy nó trên chân thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn. Giá trị ở đây không phải là vật chất mà là giá trị tinh thần. Một tinh thần Mamba bất diệt. Vậy là mình đã điểm qua xong top 6 đôi giày vừa hiệu năng vừa đi casual đẹp dành cho nữ. Các bạn thích đôi giày nào nhất hãy comment ở phía dưới cho mình biết và hãy like, share, subscribe cho kênh YouTube của bọn mình. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn lại ở video lần sau. Bye bye!